về phía hàng trên khắp ba miền Tổ quốc nhé. Hôm nay thì Minh Thiên sẽ giới thiệu cho quý khách một mẫu lục bình mới ạ. Đây nhé, đây là khuôn lục bình mới bên Minh Thiên sẽ giới thiệu cho quý khách ngày hôm nay ạ. Khuôn này thì có chất liệu là nhựa ABS nhé, rất là sắc nét luôn. Đây ạ, phía mặt trong của nó đây nhé. Đặc biệt là một điều là khuôn này ạ, nó không phải là bầu tròn, cũng không phải là bát sen nhé, mà nó có những cái múi khía dọc hình quả bí này ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Bây giờ em lên sẽ đo kích thước cho các bác nhé. Mẫu này thì có chiều cao là 60cm ạ. Phần bát của nó đây, phần bát của nó là 14cm nhé. Còn phía phần chân đế của nó là rộng 12cm ạ. Đối với cái mẫu lục bình này ấy, thì các bác sẽ đặt vào với lại khuôn máng 5 lỗ nhé. Đấy ạ, đặt luôn, đặt trên khuôn máng 5 lỗ nhé. Và đặc biệt là đối với khuôn lục bình này ạ, thì kiểu dáng này rất phù hợp cho những căn nhà biệt thự này, kiểu kiến trúc Pháp này, hoặc là kiểu mà mới sang trọng một chút ạ, thì sẽ rất là đẹp luôn ạ. Các bác hãy nhanh tay đặt hàng nhé. Mẫu này thì bên Minh Thiên đang bán với mức giá là 350.000 một khuôn, chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Các bác hãy liên hệ với Minh Thiên qua 3 số điện thoại ạ. Số thứ nhất là 0333001190 ạ. Số thứ hai là 0981441808 ạ. Số thứ ba là 0855000088 ạ. Hãy chia sẻ bài viết cho Minh Thiên nhé. Hãy truy cập vào trang web để cập nhật các mẫu mã hình ảnh cũng như là giá cả Minh Thiên đang công khai ạ. Hãy đăng ký kênh YouTube để của Minh Thiên để cập nhật các video Minh Thiên đăng tải trên trang YouTube nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ạ.